Vì tại sắp tới Tết nên hiện tại shop bán robot đang có cực nhiều đãi cho các bạn nha. Như các bạn nạp 10k tới 100k vào shop, các bạn được khuyến mãi 10%. Và khi các bạn nạp 200k thì các bạn được khuyến mãi 20%. Ấy, và khi các bạn nhập mã Tết 2024 khi mua ạc random thì sẽ được giảm 10%. Và nhập mã Battle sẽ giảm 20k cho nick thường tới 200k nha các bạn. Ấy, và khi các bạn đăng nhập lần đầu thì các bạn sẽ có thể nhận lì xì nha. Và mức tối đa mình sẽ nhận là 1000 Robux nha các bạn. Nên là hãy nhanh tay đến với shop bán Robux thôi nào. Shop mình sẽ để cho phần bình luận cho các bạn nhé. Ok, vậy là vào clip này các bạn ơi, let's go. Ok, thì như tôi đề các bạn nhìn thấy á, thì hôm nay mình sẽ test chính là săn multi từ chát quỷ cù nhất tới chát xịn nhất nha. Ấy, và cứ sau một mạng mình sẽ đổi một combo ấy, một chát quỷ mới luôn nha. Ấy, và trước mặt clip, các bạn thấy clip này á, như này một like mình sẽ like cho mình nha. Ấy, và tại shop bán robot đang có rất nhiều ưu đãi là các bạn hãy vào đó để mua cho một con ạc xịn sò VIP Pro nha, hoặc là mua robot nha, 10k và 8 robot. Rẻ thị trường luôn. Ok, vậy vào clip nào, let's go. Ok, thì đến với chát quỷ đầu tiên á thì đó chính là chát rocket nha. Thì cái build mình chơi chính là Electric với Yama với Rocket nha. Thì đây là build quốc dân rồi các bạn. Cái build nào cũng chơi được chứ cái này nha. Cái đường các bạn chơi Kabucha mà thôi, mình không chơi Kabucha đâu, mình sẽ làm cái này. Đó, quá đơn giản luôn các bạn. Một kill liền. Ôi, phun nước các bạn ơi, Phượng Hoàng, mình thấy ăn thịt chim lắm. Đây mày chết. Rồi, sợ liền. Ui, có thằng cầm cây Midnight Blade khủng lồ kìa. Một kill nhưng mà kill này không có multi. Ui, em xin lỗi. Mày, tao giỡn thôi. Ok luôn, một kill các bạn. Thôi này gào quá, sẽ thăng thằng tiếp theo nha. Một kill hơi ít các bạn ơi. Mình kill thêm một vài thằng đó. Mình sẽ ở combo nha các bạn. Đó, quá đơn giản luôn. Đây nè các bạn, combo nè. Đó, quá mạnh luôn các bạn. Rồi. Mày. Easy. Ok, thì combo tiếp theo mình sẽ chơi chính là combo trái spin. Thì chính là một cái ca thiểu năng ha các bạn. Đâu đó mình test chiêu cho nó. Chiêu này là... Rồi, chiêu này là quạt. Chiêu này là... Này, ok. Ui, sắp chơi. Sắp chơi. Ê, đừng chạy mà, Ê. Nãy bạn nhìn nãy bạn. Đây, mình kích liễu nha. Mày quá đơn giản. Một kill của bạn ơi. Một kill mà trái sợ binh này. Cái này quá đơn giản luôn. Mày. What the fuck. Level 4 luôn bạn. Mình quá khỏe mà. Nè, một chiêu nằm nè. Một chiêu nằm. Quá đơn giản luôn bạn ơi. Đỡ combo thôi. Nhiệm vụ hoàn thành rồi nha. Nhiệm vụ chữa trái sợ binh này đã hoàn thành rồi. Đỡ combo thôi. Ok, thì trái tiếp theo mình sẽ chơi chính là trái chớp. Thì đây là một trái có thể gọi là kháng tất cả support trong game nha. Ừ. Mà nó là cái trái phân tách của cái thằng gì mà Thứ Hoàng gì quên mất tiêu, là Thứ Hoàng dởm trong One Piece á. Tôi quên mất tiêu các bạn ơi. Nói chung cái này là trái khá hiệu năng nha các bạn. Cái chiêu đánh tầm gần quá bạn, không có đánh xa được. Mày dám chọc tức tao mà bạn. Đó, nó đâu bạn, một kill liền bạn, quá pro luôn. Từ mình me nè, mình chỉ bạn nè. Má, thằng nào đó. Mày. Ô, cái này vậy, cái gì vậy? Thằng Muchi đâu ra vậy? Thôi đi. Mày, combo tiếp. Ai. Ô, kill các bạn. Một cười vãi. Một kill bây giờ, hai kill rồi nha. Quá pro luôn. Nè, thứ ba mày cũng chết luôn. Ô, giỡn mặt hả? Qua đâu các bạn ơi. Mày quá đơn giản luôn. Thấy không, cứ C xuống, Z lên, rồi lại X xuống, Yama. Trời ơi, quá mạnh luôn các bạn. Mày lừa tao. Mày lừa tao hả? Chết luôn. Bởi vì nó chơi support, nó không ăn đam support mà các bạn, nó spam mochi mà nó quá ngu các bạn ơi. Ok các bạn ơi, giờ mình sẽ chơi chest spring nha. Chest spring này là một trái, chung là cũng thiểu năng nhưng mà kệ để bạn. Mình làm clip cho bạn coi mà đúng không, là mình phải chơi hết tất cả chất quỷ chứ. Đây thằng này đúng không, mày hụt rồi, chết rồi. Em về. Ơ, nó một chấm các bạn. Bay nha. Ấy, quá đơn giản đâu bạn. Thiểu năng vậy. Ơ,
Easy. Quá đơn giản luôn bạn. Một kill nữa, hai kill rồi. Ơ, một đống thẳng này nè. Một đống multi. Một đống multi bạn ơi. Một đống multi. Nè bạn, vụ vụ xuống đất. Không vụ mình xuống đất luôn. Vẫn chết thôi. Một kill nữa bạn, ba kill nha. Ăn trái bơm nha. Thì cái này là cũng là một trái của bắp. Mà thôi kệ đi, có hay không bạn. Mày giỡn mặt. Nè các bạn, nè các bạn, một chiêu nằm các bạn. Một chiêu nằm. Đó cái này, chiêu này khá mất dạy các bạn. Mày nè 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 các bạn. Mày phát nổ. Ô này sắp chết rồi, chết rồi. À. Tao chuyện không nghe. Ơ, nó né luôn rồi. Ơ, mày cũng phải chết thôi. Ok, bây giờ mình sẽ đổi sang trái smoke nha các bạn. Smoke này là một trái cũng gọi là mạnh nha. Ui, nó ra solo mình nè các bạn. Mày chết. Ôi, quay, quay, quay. Ẩu nha bạn. Này nè các bạn. Mày giỡn mặt. Úi xài, ôi, nó chết hả? Ai két? Ai cho mày két của tao? Ô, nó két của mình các bạn ơi. Chết rồi. Chết rồi mày chết. Mày chết. Này cái xíu tao quá gà. Mày chết. Mày chết. Quá đơn giản luôn bạn. Play name ok à. Chết mày mày ơi. Ui tiêu chết mày đi. Ui này bố lao quá. Nó căng lén mình sắp chết luôn. Phải nồi. Căng lén chết luôn, quá đơn giản, chết rồi. Mày cắn thôi, easy. Ông nội đi, ông cố. Bay à, ui dưới luôn kìa. Ui cái chiêu này am ghê vãi, chiêu C am ghê vãi bạn. Am chết luôn, ghê vãi nồi. Bây giờ mình sẽ đổi trái quỷ luôn nha các bạn. Tại giờ mình cũng săn cho nó bằng nhiều rồi. Bây giờ trở nên trái flame. Đây rồi, trái không phải yêu thích của mình lắm rồi. Mình không có chơi trái mày nãy mấy. Mày ngu. Này nè bạn. Mày ngu V4. Đây, một thằng nè bạn. Một nạn nhân tiếp theo. Ok luôn bạn, quá mạnh bạn ơi. Vấn đề kỹ năng. Nè bạn, ôi chết rồi. Ôi vẫn được kêu nè, ngon. Kêu rồi nè bạn. Mày ngu. Flame quá bá luôn các bạn. Thằng này đúng không? Mày là một chiêu thôi. Đấy, một chiêu liền các bạn. Ăn kêu liền. Trái thiểu năng rồi ơi, mình sẽ chọn cái khác nha. Cái này mình thua nha bạn, cái mình chịu thua nha. Mình chịu thua các bạn ơi, mình không thể nào mình combo được với cái thiểu năng đó các bạn ơi. Điếu nha. Con mấy này trâu ấy. Nó trâu ấy.